À lớp, hôm trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học. Hôm nay thầy sẽ trình bày về quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học. Vì nội dung bài này khá dài nên thầy sẽ chia bài này thành nhiều phần. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học phổ biến. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu bước đầu tiên và có lẽ bước quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học. Đó là xác định vấn đề nghiên cứu và hình thành câu hỏi nghiên cứu. Khi có ý định thực hiện một nghiên cứu khoa học, trước tiên các bạn phải chọn hình thức tổ chức phù hợp. Có nhiều hình thức tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học tùy theo quy mô và độ phức tạp. Đối với sinh viên đại học, mỗi lần các bạn thường chỉ thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thôi. Do vậy, hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học phù hợp là đề tài nghiên cứu khoa học. Theo Vũ Cao Đàm 1999, đề tài nghiên cứu khoa học là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể và do một hay một nhóm người thực hiện. Các bạn lưu ý, một đề tài chỉ thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cụ thể mà thôi. Nếu các bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học cùng một lúc, có thể bạn sẽ chọn cách tổ chức phức tạp hơn. Chi tiết các bạn có thể tham khảo trong slide của thầy Nguyễn Văn Tuấn. Có một số điểm các bạn cần lưu ý về một đề tài nghiên cứu khoa học. Thứ nhất, một đề tài phải có khung thời gian thực hiện cụ thể. Chúng ta không thể tổ chức thực hiện một công việc mà không xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm hoàn thành. Thứ hai, một đề tài phải có mục tiêu và kết quả dự kiến cụ thể. Các bạn không thể tiến hành một công việc mà không biết phải hướng đến đâu, phải đạt được kết quả gì. Thứ ba, một đề tài cần phải có sự hoạch định về kinh phí, nhân sự và tiến độ cụ thể. Việc hoạch định này đảm bảo khả năng hoàn thành đề tài. Ngay cả khi bạn có một đề tài hay và khả thi, nhưng không được hoạch định tốt thì có thể bạn sẽ không hoàn thành được nó. Trong bài trước, chúng ta đã biết nghiên cứu khoa học nói chung bao gồm 4 bước. Thứ nhất, xác định vấn đề nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu. Thứ hai, xây dựng luận điểm khoa học. Thứ ba, chứng minh luận điểm khoa học. Và thứ tư, trình bày kết quả nghiên cứu. Trong 4 bước này, bước quan trọng nhất và khó khăn nhất là bước đầu tiên, xác định vấn đề nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu. Nói một cách ngắn gọn, trong bước này, bạn phải trả lời hai câu hỏi: bạn nghiên cứu gì và tại sao? Trong buổi học trước, thầy đã cho các bạn một bài tập về nhà là hãy đặt một câu hỏi về một vấn đề mà em cảm thấy thú vị và muốn biết câu trả lời. Một bài tập tưởng chừng đơn giản nhưng sau một tuần, đa số các bạn vẫn chưa đặt được một câu hỏi có ý nghĩa. Khi thầy hỏi tại sao đặt một câu hỏi có ý nghĩa lại khó đến như vậy, một số bạn trả lời rằng không biết phải bắt đầu từ đâu. Một số khác cho rằng có quá nhiều ý tưởng và không biết ý tưởng nào là có giá trị. Một số khác nữa chỉ đơn giản là không có gì thắc mắc về thế giới xung quanh nên không đặt được câu hỏi nào. Đối với các bạn không thể đưa ra một câu hỏi nào về cuộc sống xung quanh thì thầy nghĩ chắc chắn các bạn sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai gần. Hai lý do đầu tiên mà các bạn đưa ra cũng là những khó khăn chung mà hầu như mọi người đều gặp phải khi bắt đầu nghiên cứu khoa học. Với nghiên cứu ứng dụng, vấn đề nghiên cứu tương đối dễ dàng xác định và đôi khi còn được cho trước nữa. Các bạn nhớ lại nghiên cứu ứng dụng là gì và suy nghĩ tại sao thầy nói như vậy. Với nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu học thuật, vấn đề nghiên cứu sẽ khó xác định hơn vì nghiên cứu học thuật hướng đến khám phá ra những điều chưa ai biết. Sẽ không có ai cho trước câu hỏi nghiên cứu. Tuy nhiên trong phần này, thầy sẽ trình bày một kỹ thuật giúp các bạn xác định được vấn đề nghiên cứu, từ đó đặt ra câu hỏi nghiên cứu dễ dàng hơn. Trước tiên, các bạn cần phải nắm một số khái niệm như sau. Thứ nhất, đối tượng nghiên cứu, tức là bạn quan tâm đến điều gì. Thứ hai, khách thể nghiên cứu, tức là đặc trưng mà bạn quan tâm đó là của ai. Thứ ba, phạm vi nghiên cứu, tức là bạn nghiên cứu đến đâu. Lưu ý, các bạn tránh nhầm lẫn đối tượng nghiên cứu với đối tượng khảo sát. Thầy minh họa mối liên hệ giữa ba khái niệm trên bằng hình ảnh như sau. Vòng tròn trung tâm chính là thứ quan trọng nhất, đối tượng nghiên cứu. Vòng tròn thứ hai bao trùm ngoài vòng tròn trung tâm, đó là khách thể nghiên cứu. Và cuối cùng là phạm vi nghiên cứu, minh họa bằng đường màu xanh, cho chúng ta biết ta nghiên cứu đến đâu.
Ví dụ trong hình này thì chúng ta chỉ xem xét đến núi Phú Sĩ thôi, những gì ngoài núi Phú Sĩ chúng ta không xem xét đến. Thầy lấy một ví dụ để minh họa nhé. Giả sử ta có một đề tài như sau: phân tích kết quả học tập của sinh viên K42 Đại học Đà Lạt trong giai đoạn 2018-2019. Câu hỏi thứ nhất, ở đây mình nghiên cứu cái gì, muốn biết về cái gì? Câu trả lời là kết quả học tập. Vậy đối tượng nghiên cứu của chúng ta trong trường hợp này là kết quả học tập. Câu hỏi thứ hai, kết quả học tập này là của ai? Câu trả lời là của sinh viên. Vậy khách thể là sinh viên. Với một khách thể cụ thể, các bạn có thể có nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau. Ví dụ, bạn có thể quan tâm đến kỹ năng học tập thay vì kết quả học tập của sinh viên. Tương tự, với một đối tượng, bạn cũng có thể có nhiều khách thể khác nhau. Các bạn có thể nghiên cứu về kết quả học tập của học sinh thay vì của sinh viên. Cuối cùng, chúng ta nghiên cứu đến đâu? K42 Đại học Đà Lạt và trong giai đoạn 2018-2019 chính là phạm vi nghiên cứu của chúng ta. Biểu đồ này mô tả cách chúng ta đặt câu hỏi trong nghiên cứu khoa học. Để đặt một câu hỏi nghiên cứu, bạn không đi ngay vào việc đặt câu hỏi. Trước tiên, bạn cần phải xác định đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu. Sau đó, bạn thực hiện thu thập và tổng hợp tài liệu về đối tượng nghiên cứu đấy. Bước tiếp theo là đọc và đánh giá xem cái gì đã được nghiên cứu, để từ đó xác định những gì chưa được nghiên cứu hoặc những điểm đã được nghiên cứu nhưng chưa có kết quả thuyết phục, hay còn gọi là khoảng trống nghiên cứu. Sau khi phát hiện khoảng trống nghiên cứu, bạn có thể đặt câu hỏi nghiên cứu của mình chính xác vào vị trí còn trống này. Việc tìm kiếm khoảng trống nghiên cứu rất tốn thời gian và công sức. Bạn có thể phải làm đi làm lại nhiều lần bước 2 và bước 3 cho tới khi xác định được khoảng trống nghiên cứu. Tiếp theo ví dụ trên, chúng ta thử áp dụng cách tiếp cận này để xem có đạt được một câu hỏi nghiên cứu dễ dàng hơn không nhé. Sau khi xác định được đối tượng và khách thể nghiên cứu là kết quả học tập của sinh viên, các bạn thực hiện lược sử nghiên cứu và thấy rằng có rất nhiều thứ đã được nghiên cứu về kết quả học tập của sinh viên. Trong số này, giả sử bạn phát hiện thấy nghiên cứu về ảnh hưởng của phương pháp dạy học trực tuyến đến kết quả học tập của sinh viên có rất ít nghiên cứu và vẫn chưa có kết luận thuyết phục, và bạn tin rằng mình có thể góp sức làm rõ vấn đề. Đây chính là điểm khởi đầu cho nghiên cứu của bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi nghiên cứu là phương pháp dạy học trực tuyến ảnh hưởng ra sao đến kết quả học tập của sinh viên. Sau đó, bạn có thể giới hạn nghiên cứu của mình trong phạm vi là K42 Đại học Đà Lạt và trong giai đoạn 2018-2019. Vậy là bạn đã có một câu hỏi nghiên cứu hoàn chỉnh. Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là một kiến thức mới bổ sung vào kho tàng kiến thức về đối tượng nghiên cứu mà bạn quan tâm. Vậy các bạn có thể tìm kiếm đối tượng nghiên cứu ở đâu? Cách khả thi để các bạn tìm kiếm đối tượng nghiên cứu là từ các môn học. Ví dụ trong môn tài chính tiền tệ, các bạn có thể tìm thấy các khách thể như ngân hàng, công ty đại chúng, công ty tài chính, vân vân, và các đối tượng nghiên cứu lớn như cấu trúc vốn, chính sách, quản trị rủi ro, hiệu quả hoạt động kinh doanh, vân vân. Từ đây các bạn có thể chọn cho mình một đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu mà mình cảm thấy thích thú. Một nguồn ý tưởng nghiên cứu khác chính là từ các giảng viên trong khoa. Các bạn khi đi học thấy thích một môn học nào đó thì có thể nhờ giảng viên môn học đó tư vấn về các chủ đề nghiên cứu, và có thể nhờ chính giảng viên đó làm giảng viên hướng dẫn cho mình. Nhân đây thì thầy cũng muốn làm rõ vai trò của giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn là người cho bạn lời khuyên về mặt học thuật trong suốt quá trình là nghiên cứu thôi. Các bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi việc, từ việc hành chính, việc tiến độ tiến hành nghiên cứu cho đến việc đảm bảo tiến độ. Nếu bạn nào hay đọc tạp chí chuyên ngành thì cũng có thể dựa trên một hoặc một vài nghiên cứu trước đó mà bạn cảm thấy thích thú để phát triển câu hỏi nghiên cứu mới cho mình. Tiếp theo, thầy sẽ có một số gợi ý khác cho các em. Thứ nhất, về cách phát biểu vấn đề nghiên cứu. Cách phát biểu vấn đề nghiên cứu đơn giản nhất thường dưới dạng một câu hỏi. Thứ hai, nên chọn một vấn đề nghiên cứu như thế nào? Như phần đầu bài giảng, một số bạn có nói rằng có quá nhiều ý tưởng và không biết chọn ý tưởng nào cho phù hợp.
Đây là một số gợi ý của thầy. Các bạn nên chọn chủ đề mà mình thực sự thích. Việc nghiên cứu rất khó khăn và tốn thời gian. Nếu bạn chọn chủ đề mình không thích, bạn sẽ rất khó theo đuổi nó đến cùng. Thứ hai, các bạn nên chọn chủ đề có ý nghĩa. Chủ đề không nên quá thông thường, nhìn vào là biết kết quả ngay, hay là câu trả lời đã được đưa ra một cách thuyết phục, tức là không cần có thêm nghiên cứu. Ngoài ra, câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu có giúp ích gì cho xã hội hay không? Có tầm quan trọng gì đối với kiến thức của con người hay không? Nếu câu trả lời là có, thì nghiên cứu của các bạn có ý nghĩa. Thứ ba là khả thi. Các bạn nên chọn vấn đề nghiên cứu phù hợp với nguồn lực. Các bạn biết rằng một đề tài nghiên cứu thường có giới hạn về thời gian, về nguồn lực. Nếu các bạn chọn vấn đề nghiên cứu hay nhưng vượt quá nguồn lực hiện có thì bạn sẽ khó hoàn thành được. Về cách đặt tên đề tài thì các bạn nên đặt tên đề tài phản ánh vấn đề nghiên cứu chính của nghiên cứu mình một cách ngắn gọn, chính xác, rõ ràng và đầy đủ, hấp dẫn người đọc. Tối kỵ đặt tên mơ hồ, hàm chứa sự bất định hay chủ quan. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách đặt tên đề tài trong slide của thầy Nguyễn Văn Tuấn. Sau khi học cách đặt câu hỏi nghiên cứu, các em thực hiện lại bài tập hôm trước thầy giao. Em hãy đặt một câu hỏi nghiên cứu về một chủ đề mà em quan tâm. Hy vọng lần này các bạn sẽ đặt và chọn được một câu hỏi nghiên cứu tốt.